Rồi, em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Em đang đi trên đường Cô Bắc. Thì hiện tại thì đang đi tập thể dục. Rồi sẵn quay một số hình ảnh gửi đến anh Andy Lương ở khu vực chợ Cô Giang. Hướng này thì mình đi về cầu Kho đó các anh chị. Hướng sau lưng thì mình đi về chợ Cầu Muối. Nhưng mà theo đi hướng chợ Cầu Muối thì nó sẽ gần hơn để đến nhà anh Andy Lương. Nhưng mà em muốn đi đường này để gửi đến một số anh chị khác ở cái khu vực Nguyễn Khắc Nhu. Sẵn mình đi thoáng qua, rồi chi tiết mình sẽ thực hiện trong cái video sau nha. Thì em cũng sorry anh Andy Lương nha, tại vì bữa giờ nói chung là cuối năm á, có nhiều cái show quá, nhiều party quá, rồi thành ra có sự chậm trễ, anh thông cảm nha. Thì nói chung mọi người có sự yêu cầu thì em đều ghi nhận hết, note lại hết và sẽ đi hết tất cả những cái điểm. Nói chung là mình làm quay số hình ảnh này thì được sự hưởng ứng của rất nhiều cô chú anh chị. Em cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi cùng. Ôi, giờ này ngủ nữa. Luôn đồng hành cùng Vinh Lâm TV nha. Đây mình đang ở ngã tư Cô Bắc và Nguyễn Khắc Nhu. Đây phía trước mình là nhà truyền thống sân khấu cải lương này, hội ái hữu. Thì kế bên đó thì có một cái là cái hẻm 50 53. Thì khu này bây giờ nhà đẹp lắm. Mình nhìn kỹ lại hội ái hữu nha, được sửa chữa lại rồi. Thì ở trên là hội ái hữu, ở dưới là quán cà phê cà phê La Cốp. Hội ái hữu thì nằm ở trên lầu 3 thì phải, lầu 3 tầng trên cùng. Rồi nhìn hướng ra đây là đường Trần Hưng Đạo, ra đường Trần Đạo Metropole, rồi nhà hát lao động. Ủa, rạp cải lương chứ hả? Rạp lao động cũng là rạp cải lương. Đây tới kế bên thì có hẻm 53. Thì cái video sau mình sẽ thực hiện đi vô hẻm 53 nhé, để gửi đến các anh chị. Hẻm 53 thì thông tới một cái hẻm nữa, nhưng mà cái hẻm thông đó đã bít rồi, thì cái hẻm đó hẻm cùng. Thì chắc hôm sau mình sẽ đi cái hẻm đó. Thì ngày xưa nó thông đến cái hẻm 178 rồi thông ra Cô Giang, Cô Bắc luôn, rồi thông qua Hồ Hảo Hớn luôn. Nó giống như dấu cộng vậy đó, trên 40 đường của Khắc Nhu, rồi Cô Giang, Cô Bắc, rồi Hồ Hảo Hớn. Nay thì có cái trường đại học Hồng Bàng, ở đại học Văn Lang. Đường đại học Văn Lang này nằm kế cái con hẻm 53 ở trên đường Nguyễn Khắc Nhu. Thì đối diện trường đại học Hồng Bàng này thì là cái trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 Lương Thế Vinh. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Ở ba mặt đường Cô Bắc, Cô Giang và Nguyễn Khắc Nhu. Cái trường Lương Thế Vinh này nè, ngày xưa thời Pháp nó là hãng cao su á. Hãng cao su, rồi sau đó mới tháo dỡ thành trường học. Hãng cao su xong mới tới dãy nhà, dãy chung cư cư Cô Giang. Nhưng mà cái hãng cao su đó bây giờ thành trường học rồi. Thì cái khu vực này có cái chùa, chùa Linh Sơn, một trong những ngôi chùa lâu đời nhất ở cái khu vực này nè. Em đang đi đến cái ngã ba Nguyễn Khắc Nhu và Cô Giang. Ở đây có nhà của chị My Nguyễn,
đang có chị bán hoa rất là đẹp. Hoa lan, toàn là hoa lan thôi. Hoa rất là đẹp. Chúng ta đi tiếp nha. Đây, chỉ ngàn cái xe rác à. Ở đây thì mọi người đang làm cái hệ thống đường cáp ngầm thay cho trụ điện, những cái dây điện trên trời này. Nó thay cho những cái dây điện này. Đây, đây là ngã ba đường Nguyễn Khắc Nhu và Cô Giang. Thì ngay đây thì có cái quán cà phê nè. Và đi thẳng xuống kia thì là đường Hồ Hảo Hớn. À, ở đây thì là nhà của chị My nè. Đó, gửi số hình ảnh của nhà chị nha. Thì phía trước có những người bán trái cây, rau, củ. Đây, mình đi tiếp qua cái đường Cô Giang. Bắt đầu đi hướng này là đến chợ Cầu Muối. Đây là chùa Linh Sơn. À, chùa Linh Sơn đang được xây lại nè. Một trong những ngôi chùa linh thiêng và lâu đời nhất ở khu vực này. Hôm nay chúng ta đi thẳng đến hướng này là ra chợ Cầu Muối ha. Rồi ra cầu Ông Lãnh luôn. Bắp 10.000 ba trái. Mùa hoa dạo này sắp gần Tết rồi nên hoa đồ ngoài chợ đồ nhiều lắm. Rau củ nhìn qua đường nha. Bên đường thì bán trái dừa, trái dừa với đồ ăn sáng rất là đông. À, có vẻ mình đi ngược nắng, nó hơi tối tối, với lại bây giờ mới có 7 giờ mấy thôi nên hình ảnh nó không được sáng, mọi người thông cảm nha. Cái đây là cái ngày xưa là cái hãng hãng thuốc Miner trắng. Theo sự chia sẻ của sư phụ ở hẻm 103, sư phụ sống ở đây rất là lâu năm, sư phụ biết rất là nhiều, nên bữa cái hẻm 103 đó là đi vô nhà của sư phụ, vô cái hẻm của chú Dũng. Thì chú Dũng, không biết chú Dũng có xem cái video này không á. Thì sư phụ là biết chú Dũng á. Chú Dũng ở hiện tại chú Dũng ở Canada nè. Nhà chú Dũng bây giờ thì là của một cái người ở trong hẻm mua lại rồi, cách đây 3-4 năm rồi. Thì không biết bây giờ nhà đó còn, trong hẻm đó có còn ai của người thân của chú Dũng không á. Nếu chú Dũng có xem cái video này thì chú Dũng cho xin cái comment nha. Sư phụ gửi lời hỏi thăm đến chú Dũng. Chúc chú Dũng nhiều sức khỏe. Cái con đường này, cái hẻm này đi vô cái hãng xe Sam bây giờ đó. Hồi xưa là Isuzu, rồi trước đó nữa là cái hãng thuốc. Bên đường thì bán gạo, bán gạo
dạo bên đường là cái chung cư Cô Giang nè, chung cư Cô Giang ngày xưa đó, nhưng mà bây giờ thì giải tỏa rồi, sau nhiều năm họ đang xây dựng. Chợ buổi sáng đông vui ha, đông vui tấp nập. Đây, cô bán thịt và cái căn nhà đầu hẻm thì bán rồi, nhà được đang được xây lại. Đây là hẻm 103 đây. Thẳng vô là hẻm, thẳng vô là nhà chú Dũng và nhà của sư phụ đi. Sư phụ Kiến Càng ha. Chắc có lẽ ai cũng biết sư phụ Kiến Càng. Đây rau củ quả, đây là bắp cải với lại đọt bí. Sửa 20.000. Đây tới chợ cá, khu vực chợ cá đây nè. Hôm bữa thì không có review con hủ tiếu ở đây nè, ở số 85 Cô Giang này. Buổi sáng cô bán hủ tiếu, cá, cá biển. Cái bên hủ tiếu thì có cái vịt quay, heo quay và cái cuốn thịt nướng. Thì bên đường thì có cái khách sạn Red Door 50 Cô Giang. Thì cái khách sạn đó ngày xưa cũng là một cái dãy nhà cổ cổ á, nhưng mà bây giờ nó bán hết rồi. Đây mình đến cái ngã tư Cô Giang và Đề Thám nè. Thì hướng này thì mình sẽ đi ra cái đường, cái đường Bến Chương Dương ngày xưa đó, cũng là cái khúc chợ luôn. Rồi hướng này á, hướng này á mình đi ra cái đường Đề Thám, hướng phố Tây, Tây Trần Hưng Đạo. Và mình đi một tí nữa là sẽ đến nhà của anh Andy Lương ha. Đây thì có cô bán rau bán thịt. Nếu xíu nữa còn thời gian em sẽ đi vô cái hẻm 103 và đi đến cái nhà số 8 của chú Dũng nha. Đây rau củ quả. Khô là cá khô. Ở đây khu này cũng rất là nhiều người nước ngoài để họ đi du lịch, đi tham quan khám phá này kia nọ. Đi chợ buổi sáng, có dịp về Việt Nam thì các chị có thể đi chợ buổi sáng. Thì ở đây hẻm 61 rồi nè. Đây đầu hẻm thì có cái đây mình đi vô hẻm nha. Đầu hẻm này có cô bán quần áo nè. Rồi buổi chiều có cháo lòng rồi cá cảo xíu mại, bún mắm. Buổi chiều bún mắm ở đây, bún mắm. Đây mình đi vô hẻm 61 này, 61 xịt 10. Thì như cái nhà đó em được biết thì cái spa thì phải. Thì hẻm này là hẻm cùng, hẻm cùng ha, 61 xịt 10 này. Đi cuối hẻm là hẻm cùng rồi. Đây nhà số 61 xịt 10, tập yoga. Mình đi qua diễn ra thôi. Rồi,
gửi anh một số hình ảnh ở cái hẻm nhà mình nha. Hẹn gặp lại anh trong những cái video tiếp theo. Hy vọng là sẽ giúp được anh một số thông tin về cái nơi ở ngày xưa của mình ha. Chúc anh luôn vui vẻ. Và bây giờ mình sẽ đi đến, tiếp tục đi đến cái hẻm 103. Đây, mình đi đến cái hẻm 103 nha. Để sẵn đây đến cái nhà của chú Dũng một lần nữa. Và nếu có sư phụ mình sẽ gặp sư phụ. Sư phụ kiến càng. Chú xích lô. Chú tưởng em là khách du lịch ở đây nên rủ mình đi xích lô. Nhưng mà nếu bữa nay là ngày chủ nhật thì em sẽ đi rồi, đi một vòng. Đó, cái anh này cũng là anh vận động viên thể hình nữa nè, nhìn anh bự ghê không. Đây mình đi lại chợ Cô Giang nha, đi quanh lại cái hẻm 103, đi quay lại hướng này lên Hồ Hảo Hớn á. Không biết cái hẻm 61 nãy thì nếu mà anh xem, nếu mà có cái điểm nào chưa rõ thì anh có thể comment để em có thể đi lại để em được rõ nha. Mặc dù làm chơi nhưng mà cũng vẫn phải có cái trách nhiệm để cái video nó hoàn thiện cái thông tin hơn. Bây giờ mình đi vô hẻm lại nha. Phía trên là nhà của người ta. Hẻm này ngày xưa là gọi tên là hẻm Phú Quý. Đây, nhà của chú Dũng thì bên tay phải đây. Đây. Nhà này bây giờ thì là bán rồi. Đó. Bán cho cái anh áo vàng vàng cuối hẻm rồi. Đó, cho thấy không? Cái nhà cuối hẻm á. Rồi, bây giờ mình đi vô cái nhà 103 nha. Nhà 16. Rồi, chắc anh xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc.